Hôm nay Mai Châu mời cả nhà, các bạn cùng vào bếp và nấu một món gà nướng và thịt heo nướng. Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp với Mai Châu nha. Ở đây là mình có 2 kg cánh gà, là bằng 4 bao 6 ao đó các bạn nha. Thì bây giờ trước tiên á, là mình phải đi xử lý cái thịt gà này, là mình phải đi rửa nha các bạn. Trước tiên là mình đi rửa cái gà này nha các bạn. Mình mở nước là nóng nha các bạn. Mình dùng cái dao các bạn, mình cạo cho sạch hết cái nhớt nha các bạn. Bạn xả nước thật nóng cho mình, bỏ 2 muỗng canh muối vào đây cho mình. Các bạn thấy không, 2 muỗng canh muối đấy. Mình quậy lại này, quậy cho đều, mình ngâm 10 phút. Lượng của thịt heo là 2 pound 14 ounce, có nghĩa là 1 kg 324 gram các bạn nha. Giờ bây giờ mình sẽ cắt cái thịt heo này ra, mình cắt ra từng khoanh ra các bạn, từng khoanh ra. Mình cắt dọc theo cái miếng sườn này. Rửa nước ấm ấm nha các bạn, mình rửa cho sạch. Bây giờ các bạn mở nước nóng cho mình, nước rất là nóng nha các bạn. 1 muỗng canh muối các bạn bỏ vào đây nha, nước nóng nha các bạn, nước rất nóng. Canh giấm các bạn bỏ vào đây nha, 1 muỗng nè. Hai muỗng này đó, các bạn bỏ 2 muỗng canh giấm vào đó. Các bạn cho cái thịt này vào ngâm cho mình. Đấy, nước nóng nha các bạn, nước nóng rất nóng rồi, các bạn cho cái thịt này vào ngâm cho mình 15 phút. Đó, bỏ vào đây. Và đây là 23 gram tỏi, bạn cũng cắt vậy luôn. Bạn bỏ vào trong cái cối này, nếu các bạn có cối nha.
Sau khi mình cắt ra rồi mình bỏ trong cái cối này, mình giã cho nó dập dập nha các bạn, cho cái nước tỏi nó ra. Thịt heo sau khi mình ngâm 15 phút rồi, bây giờ mình rửa nha các bạn. Nước thiệt nóng luôn các bạn nha, nước rất nóng. Rửa thế nào các bạn thấy cái nước của mình nó trong nha, nước rất nóng nha các bạn. Thấy nè, cái thịt heo của mình bây giờ nó trắng các bạn thấy không? Đó, giờ mình để ráo, mình đi ướp nha. Đây mình để ráo, mình để cái này ráo. Thì bây giờ tới cái thịt gà mình cũng làm như vậy, sau khi mình ngâm. Giờ mình đi rửa nha các bạn. Nước nóng. Các bạn thấy nước không? Nó trong như vậy nè mới được nha. Đó, nước nó trong như vậy đó. Bạn thấy gà của mình nè, trắng nõn luôn nè, đó thấy không, nước trong. Rồi mình để ráo, để cho gà ráo nha, rồi mình đi ướp nha các bạn ơi. Sau khi thịt mình nó đã ráo rồi các bạn nè, thì bây giờ mình trước khi mình đi ướp mình phải khứa cái thịt này các bạn nha. Đó, mình khứa cho để cho cái thịt mình nó thấm đó các bạn, chỉ khứa một bên thôi các bạn nha. Đó, mình cứ khứa dài cho cái thịt mình nó thấm, khi mình ăn nó ngon các bạn nha. Các bạn, một muỗng canh nước mắm là một tablespoon nè các bạn. Mình bỏ nước mắm vào đây nhé, một tablespoon. Hai muỗng canh xì dầu là 2 tablespoon. Ở đây mình có sữa đặc nè các bạn, 2 tablespoon. Mình bỏ vào đây nha các bạn. Hai muỗng canh, 2 tablespoon. Một muỗng canh nè, đấy, 1 tablespoon. Mình đổ vào đây luôn. 1 teaspoon, mình bỏ đây là 1 teaspoon các bạn nha, bột nêm. Đó, ở đây mình có tiêu,
mình bỏ tiêu nè, nửa muỗng cà phê. Đây là 1/4 này, muỗng này ngũ vị hương các bạn nha. 1/4. Nêm mình có là 1 muỗng. 1 muỗng này các bạn nè. Tablespoon này bột nêm là chicken powder. Mình bỏ vào đây nha các bạn. Mình băm nhỏ. 65g hành băm nhỏ nha các bạn. g tỏi băm nhỏ. Các bạn cho vào đây luôn. Và mình có 100g các bạn xả. Nếu cuối cùng là dầu, đây mình bỏ dầu điều nha các bạn cho nó có cái màu cho nó đẹp. 2 muỗng canh dầu điều. Rồi. Chứ bây giờ cái hỗn hợp này các bạn trộn lại cho đều nhé. Cái bịch Ziploc nữa các bạn, mình bỏ vào. Bạn bỏ vô trong cái ngăn mát của tủ lạnh mình nha, chiều mình ăn là khoảng 7 tiếng là các bạn ăn được. Mình có 22g tỏi và 28g hành. Thịt gà các bạn lấy cái cây mà mình nướng thịt á, mình đâm vào giống như vậy nè các bạn, để cho gà nó thấm nha các bạn. Ở đây thịt gà là mình có 2 kg là 4 pound 6 ounce. Mình cho vào đây á 3 muỗng canh xì dầu, 1 muỗng canh nước mắm, 1 tablespoon, 1 muỗng canh nước mắm. Hai tablespoon là 2 muỗng canh bột nêm đó các bạn. 2 muỗng canh oyster sauce. Hai muỗng canh mật ong. 2 tablespoon honey. 1 teaspoon bột tỏi. Chai ớt này nè các bạn. Các bạn cho 1 muỗng canh cam tỏi, 28g hành mình xay nhuyễn, mình cho vào đây luôn các bạn. Và cuối cùng là 2 muỗng canh dầu ăn, bỏ vào đây. Mình bỏ tất cả các hỗn hợp vào đây rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình bóp cho nó đều nha các bạn. Mình ướp. Đây mình bỏ vào Ziploc nè các bạn. Các bạn ướp overnight thì nó ngon, nó thấm hơn.
bây giờ mình đang nướng thịt đó các bạn. Trời tối quá rồi, không biết các bạn có thấy không. Sắp chín rồi các bạn ơi. Thơm quá. Lấy thêm chiếc chân nướng nữa con. Mời cả nhà ăn buổi tối nha. Cả nhà hơi buổi tối. Mừng rồi. Ăn ngoài trời. Trời mát, mới ra đây thì nóng quá. Cái bữa này mát, bữa này mát nhất.